chưa từng thấy bà mẹ nào ác độc đến như vậy. Bà ấy tự tay đẩy con của mình xuống tầng đã vậy còn vui mừng vỗ tay đen đét chúc mừng với con trai út. Nhưng khiến bà ấy không ngờ là con trai cả lại thần kỳ treo người lơ lửng giữa không trung rồi vững vàng tiếp đất. Sau đó bà ấy lại nhân lúc con trai ngủ say lấy một con dao ra rạch một đường lên tay con trai mình. Kết quả con trai không những không đau không ngứa, đã vậy vết thương còn tự động liền lại. Cảnh tượng này khiến người mẹ chớp sững. Bà ấy còn tưởng con dao có vấn đề, vậy nên quay người lại đâm một nhát vào người con trai út. Con trai út đau đến nỗi quỳ chân xuống đất. Xem ra, dao không có vấn đề, là do đâm sai chỗ mà thôi. Em trai đoạt con dao đi mất, ngay lúc cậu ta định đâm vào tim anh trai mình đột nhiên anh trai tỉnh dậy. Chỉ một đường quyền đã đạp bay cậu ta ra ngoài. Sau khi vẽ một vòng cung hoàn mỹ trong không trung, bộp một tiếng, bổ thẳng vào trong tủ quần áo. Nhưng em trai không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ nhảy múa cùng mẹ mình. Chỉ có mỗi Gia Tê Tê đang ngồi trên giường, không biết làm gì, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thì ra một ngày rất lâu trước kia, vì trong nhà họ có một cây cổ thụ nghìn năm, đã chắn ngang đường tiền tài của nhà máy hóa chất của Manhattan. Trên cây cổ thụ này xuất hiện những ký hiệu kỳ quái, mọi người trong thôn đều cho rằng đây là cây thần, lại thêm việc nhà máy hóa chất kia xả rác thải vô cùng có hại ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống dân làng, nên mẹ của Gia Tê Tê nhất quyết không đồng ý cho họ chặt đi cái cây này. Sau vô số lần thương lượng thất bại, Manhattan tức giận vô cùng, do vậy tối đó, hắn liền tìm đến Ra Cơ lưng hổ vai gấu, dự định nhân lúc này chặt bỏ cây cổ thụ chứa đựng tín ngưỡng của họ. Gia Tê Tê phát hiện ra liền xông lên ngăn cản. Kết quả, anh bị Kara đạp một cái liền ngã lăn ra đất. Kara kéo cả người anh lên, ấn cả người lên gốc cây rồi đấm đá lia lịa. Hắn ta không biết rằng, thời khắc Gia Tê Tê ấn lên gốc cây, lưng của anh đúng lúc dán vào ấn ký trên cây. Lúc hắn cầm theo cái cưa rẻ tiền ra định diệt trừ Gia Tê Tê, thì đột nhiên một tia sét trên trời đánh xuống, trúng cả hai người. Gia Tê Tê cùng dấu ấn dung hòa làm một, mạch máu được đả thông, thể lực nhanh chóng tập hợp lại trở thành một cơ thể cường tráng đáng ngưỡng mộ. Còn Kara thì bị lực lượng thần bí này bay đi ngao du khắp đất trời. Sau khi bay 3 ngày 3 đêm trong không trung xong, thì bị ném vào chỗ nước bẩn độc hại của nhà máy hóa chất. Vì tạm thời không thể tiếp nhận được lực lượng khủng bố này, Gia Tê Tê liền ngất xỉu. Hôm sau, khi anh tỉnh lại, thấy cả người mình không có vết thương nào, còn tưởng mọi chuyện tối qua là một giấc mơ, anh không hề biết rằng dấu ấn kia đã in vào lưng mình. Ở bên kia, Manhattan chờ mãi mà không thấy Kara báo cáo, chắc mẩm Kara đến 8 phần đã xảy ra chuyện không hay. Hắn cắn răng, dậm chân giận dữ lập tức phái một đám sát thủ muốn trừ khử Gia Tê Tê và em trai. Ai ngờ, Gia Tê Tê liền kéo em trai chạy đi với tốc độ ánh sáng. Mà đôi chân kia còn chạy nhanh hơn cả Limbo, đám sát thủ phía sau đuổi theo với vận tốc 120 km/h cũng chẳng kịp. Bọn chúng chỉ đành điên cuồng nổ súng, kết quả đạn bắn trúng người Gia Tê Tê nhưng không có chút ảnh hưởng gì. Em trai bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ do vậy nên mới xảy ra tình huống như ở đầu video. Biết được con trai có siêu năng lực, người mẹ lập tức dùng chiếc ga giường từ thời Napoleon may thành áo giáp chiến đấu cho con trai, hơn nữa còn đặt cho anh một cái tên vô cùng chất A Flying. Bà muốn con trai mặc bộ đồ chiến đấu này đi giải cứu cả thế giới. Nào ngờ ra TT lại chỉ mày mông ngồi trên giường. Con ngồi trên giường làm gì vậy hả? Mau cút đi giải cứu thế giới ngoài kia cho mẹ. Ra TT không chịu nổi tính ấu trĩ này của mẹ mình, chỉ đành đứng dậy rời đi. Siêu nhân thì không thể bước đi qua cửa như người thường được, phải bay từ cửa sổ mới đúng. Thế rồi em trai liền tóm lấy anh, vứt cả người anh trai qua cửa sổ. Nhưng nhìn lên trời cả một lúc lâu mà vẫn không thấy bóng dáng Gia Tê Tê đâu cả. Nhìn quét sang bên cạnh một lượt thì ra A Flying có chứng sợ độ cao, chỉ dám bay lơ lửng gần sát với mặt đất. Đúng lúc này, anh nhìn thấy một người đàn ông đang kéo một đứa bé vào xe. Gia Tê Tê không nói lời nào, xông lên cướp lấy đứa bé rồi cho anh ta một trận tát liên hoàn. Cuối cùng anh mới biết rằng thì ra người đàn ông này là bố đứa bé. Không những hành hiệp trượng nghĩa thất bại mà suýt chút nữa còn bị xem là kẻ buôn người. Anh sợ hãi, lao đầu bỏ chạy khỏi chỗ này. Lúc này, anh lại nhìn thấy vài tên lưu manh đang đi sau một cô gái. Gia Tê Tê dịch chuyển tức thời đến trước mặt người phụ nữ. Có tôi ở đây, cô không cần chạy. Kết quả, vì ăn mặc khác người liền bị người phụ nữ xịt khói cay vào mặt. Mà vẫn chưa hết, trên đường về anh còn bị đám chó hoang đuổi khắp dọc đường. Điều này quả thực khiến siêu nhân mất sạch mặt mũi. Anh cảm thấy làm siêu nhân quá khó. Ngay lúc anh định từ bỏ, thì TV trực tiếp tin tức có một đám cướp xông vào cướp ngân hàng, đã vậy còn bắt người làm con tin. Gia Tê Tê chẳng thèm nghĩ ngợi bay thẳng đến hiện trường vụ cướp. Nhưng ngầu còn chưa quá 3 giây thì đã đâm hỏng vét xe cảnh sát. Nhưng anh cũng không quan tâm nhiều đến vậy, nghe thấy bên trong vang lên tiếng súng, anh đâm vỡ cửa kính, bay thẳng vào trong. Tên cầm đầu đám cướp thấy vậy liền nghĩ bụng, để một tên diễn viên tập kỹ xông vào đây, đúng là không tôn trọng đạo đức của đám cướp mình mà. Tên cầm đầu lập tức hạ lệnh cho đàn em nổ súng về phía anh. Thế nhưng hắn không ngờ được là tốc độ tay của Gia Tê Tê còn nhanh hơn cả đạn dược của chúng, khiến thời gian sợ đến mức ngừng lại tất cả sự vật và con người đều ở nguyên tại vị trí. Anh nâng vị trí viên đạn chuẩn bị bắn trúng cảnh sát lên cao, thay đổi đường đi của nó, rồi tháo hết súng trong tay đám cướp ra, tạo tư thế bọn chúng tự làm tổn thương lẫn nhau. Còn tên cướp cầm đầu này thì cũng phải chăm sóc kỹ càng một chút. Anh khởi động nắm đấm của mình, nhảy người lên không trung một khoảng 3 mét, thế rồi đánh một cú đấm tựa ngang quả bom nguyên tử tới, khiến hắn bay thẳng từ trong ngân hàng ra bên ngoài. Cứ như vậy, chỉ qua một trận, cái tên A Flying liền vang danh khắp trốn.
Anh tạo một tư thế ngầu bá cháy làm xong liền bay thẳng lên trời. Mọi người xung quanh ngẩng đầu dõi theo cả một hồi lâu, nhưng không một anh thấy được bóng dáng của anh đâu cả. Thì ra anh bay ở khoảng cách chỉ cách đầu người cao hơn một chút, nhưng điều đó cũng chẳng hề ảnh hưởng sự yêu mến của mọi người với A Flying. Anh là anh chàng đẹp trai nhất thành phố, là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Nơi nào có nguy hiểm thì nơi đó sẽ có bóng dáng chính nghĩa của anh. Anh được mọi thiếu nữ yêu thích. Nhưng tuyệt nhiên không ai ngờ rằng, lúc này ở trong đống nước thải độc hại, sau 7.749 ngày rồi mà Raker vẫn có thể sống sót được. Cả người hắn ta bị than đen bao bọc. Nếu như tôi không xem bộ này những 3 lần, thì không thể nhìn ra được đó là cùng một người. Ngay đến cả bác sĩ kiểm tra cơ thể cho hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Người bình thường, chỉ cần bị nhiễm một chút nước độc hại đó thôi thì tính mạng cũng ú hu, vậy mà hắn lại có thể sống trở về. Ngay lúc bác sĩ chuẩn bị lấy máu hắn để tiến hành xét nghiệm, thì đột nhiên hắn tỉnh dậy. Cả người hắn đều bốc khói đen xì, chỉ cần giơ nhẹ tay lên là người kia sẽ bị khói đen của hắn nuốt chửng. Loại năng lượng có thể nuốt chửng mọi thứ này khiến hắn sướng đến phát điên. Phút chốc đã giết sạch người trong bệnh viện. Thế nhưng Manhattan lại không hề sợ hãi, bởi vì hắn muốn liên thủ với Raker để làm bá chủ thế giới. Bây giờ, kẻ ngáng đường duy nhất của chúng chính là A-Flying. Vì để giúp Raler chiến thắng A-Flying, hắn ta đặc biệt tiêu một số tiền lớn để chế tạo cho Kara một bộ giáp sắt. Ở bên kia, Gia TT đến chợ rau San Litun dự định mua vài củ cải về bồi bổ. Đột nhiên một ống thép từ trên trời rơi xuống suýt chút nữa đã đập trúng người Pretty. Sau đó, Raker từ đám khói mù mịt bước ra, hai tay hắn phất một cái tất cả những sạp hàng cạnh đó lập tức nổ tung. Gia TT thấy vậy thì lập tức phi người xông lên, chỉ dùng một cú đấm thần công đã khiến hắn bay xa vạn dặm. Ngay lúc hắn tưởng rằng một đòn đã hạ KO Raker, thì đột nhiên, kế đó hắn bắt đầu khởi động máy cưa điện trên cánh tay, gầm một tiếng rồi rạch một đường trên mặt Gia TT. Lần này, Gia TT tức giận thật rồi. Ánh mắt anh trở nên sắc bén như dao, xoay cả người một vòng trên ống thép, rồi đá hắn một cú khiến hắn ngã chỏng vó vào sạp hoa quả. Đến khi hắn ta đứng dậy thì đã biến thành một ninja rùa. Gia TT không cho hắn một cơ hội để thở nào, một đấm lao ra khiến cả người hắn trượt dài về tận chân trời, trượt đến thẳng thảo nguyên lớn của Mông Cổ. Anh cưỡi lên người hắn, đấm liên hoàn. Nhưng dù vậy vẫn cảm thấy chưa đã, Gia TT lại cưỡi trên người hắn phi tới hồ Baikan, cả hai lao thẳng xuống hồ, đánh tên Raker kia đến nỗi hắn không kịp trở tay. Cuối cùng, một cú đấm xuyên trời xanh khiến hắn bay vọt ra khỏi hồ nước, rồi ngã lăn quay đến Ấn Độ. Kế đó, một cú đá thẳng hắn về hàng ổ của Manhattan. Manhattan thấy Raker thua nhục nhã như vậy thì rất không hài lòng. Nói rằng, anh nhìn xem, dáng vẻ anh giống tên hung thần ác quỷ đến như vậy, nào ngờ hóa ra lại chỉ là một đống phế liệu vô dụng. Kara nghe vậy, tức đến nỗi nổ phổi. Ngay lúc hắn quay người muốn ra tay với Manhattan, thì đột nhiên phát ra trong tay Manhattan có khói độc có thể chữa trị vết thương trên người mình. Đặc biệt còn là hàng second hand, hắn hít của một hơi, phút chốc cảm giác tinh thần như thể được thay bộ áo mới. Sau đó, hắn bắt đầu hít vô số loại khí độc hại mà thành phố thải ra, khí thải công nghiệp, khói xe hơi thải ra, rồi còn cả khí thải khí đốt rác. Tất cả khí ô nhiễm do con người không tiết chế thải ra không khí đều bị hắt hấp thụ, bằng sạch. Sau khi hấp thụ suốt 5 ngày 8 đêm xong, Raker liền thăng cấp trở thành vua phế liệu. Ngay cả vọng mắt đều biến thành màu đen xì. Sau khi công lực gia tăng bội phần, hắn ngang nhiên quay trở lại, bắt đầu không kiêng nể gì phá hủy cả thành phố, thấy người nào giết người đó. Ngay lúc nguy cấp, A-Flying Gia TT kịp thời xuất hiện, chỉ dùng một đấm đã khiến cả người hắn đâm xuyên qua cửa hàng. Nhưng chỉ một giây sau, anh lại bị hắn đạp một phát, bay thẳng ra ngoài. Gia TT không phục lại một lần nữa xông về phía Raker, đấm đá liên hoàn. Nhưng dù anh có ra tay cỡ nào thì cũng không mảy may đả thương được Raker, đã vậy còn bị Raker đấm một cú, cả người bay đi, xuyên thủng cả nóc khu thương mại. Anh bay vút trong không trung cả hai vạn dặm, cuối cùng mới dừng lại. Nhưng anh còn chưa kịp định thần lại thì Raker đã xuất hiện trước mặt. Hắn dùng một tay nhấc bổng anh lên, ấn người anh lên xe rồi bắt đầu những cú đấm như búa bổ. Sau khi đánh 3.721 cú xong, hắn ta nhảy vọt cả người lên độ cao cả 30 mét, thế rồi phi cả người từ trên cao, đạp xuống. Raker khiến cho tất cả xe ô tô cạnh đó đều bay lên trời. Mà cú đạp này thối đến mức Gia TT bị nghẹt thở đến mất ý thức. Lúc này, Manhattan chậm rãi đi tới, nói với anh: "Raker có thể đánh bại cậu, tất cả đều nhờ vào những người này đây, những người mà cậu bất chấp tất cả để bảo vệ. Là do bọn họ không biết kiềm chế lại, tạo thành ô nhiễm nên mới giúp cho Raker mạnh mẽ đến vậy." Nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người đều không hẹn mà gặp, ai nấy đều cúi đầu xuống. Nói xong, hắn ta liền lệnh cho Raker nhanh chóng giải quyết nhanh gọn Gia TT. Thế nhưng Raker vẫn còn muốn chăm chút, tút tát lại chút hình tượng để tạo nên cảm giác tồn tại. Kết quả, hành động này lại lỡ dở một cơ hội tốt, khiến Gia TT nhân lúc này bay đi, lẩn trốn trong đám người đông đúc rồi chạy thoát thân. Sau khi thoát được một mạng, Gia TT bắt đầu khổ luyện võ công Trung Quốc. Một ngày đá xoay người 2.000 cái, một ngày nâng người trên xà 3 vạn lần, một ngày đập vỡ 10 vạn tấn gạch. Lúc anh đang khổ luyện, cùng lúc đó, vì muốn ép anh xuất đầu lộ diện, Raker bắt đầu phá hỏng môi trường trong thành phố. Hắn tạo hỏa hoạn trong rừng, dùng nước thải công nghiệp để biến nước biển trở nên ô nhiễm nặng nề, cả thành phố đều bị lớp khói đen mù mịt dày đặc bao phủ. Mà đây cũng trở thành nơi tu luyện, giúp hắn gia tăng công lực. Thậm chí, cuối cùng đến cả nước máy chảy ra cũng bị biến thành màu đen xì. Toàn bộ cư dân đều bị bệnh tật quấn lấy, khổ cực hết chỗ nói. Mà con gái của Manhattan cũng không thoát khỏi thảm cảnh này, cô bé mắc phải căn bệnh hô hấp nghiêm trọng.
Bác sĩ nói với hắn ta, nếu như muốn con gái khỏe mạnh trở lại, thì buộc phải ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường. Lúc này, Manhacha mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn ta lập tức tìm Raker đến, đưa cho hắn 200 triệu tiền thưởng, rồi ra lệnh cho hắn ngừng việc gây ô nhiễm môi trường lại. Tiếc là, lúc này Raker đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Manhacha nữa rồi. Hắn chẳng còn hứng thú nào với tiền bạc nữa. Bây giờ, hắn chỉ muốn xưng bá thế giới. Vì để nhanh chóng dọn sạch chướng trở ngại duy nhất hôm đó, hắn tìm tới mẹ của Gia TT. Ngay lúc hắn định động tay với mẹ anh, đột nhiên cú đấm của hắn lại dừng ngay giữa không trung. Thì ra Gia TT xuất hiện rồi. Lúc này, anh đã sở hữu sức mạnh vô song. Chỉ một cú đấm đã khiến cơ điện trên tay Raker nát tươm. Kế đó, anh lại đánh vỡ vụn bao bảo vệ cổ tay còn lại. Thế rồi một cú đấm xoay vút lên khiến hắn bay thẳng lên trời cao. Bay xa đến đâu thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng dù sao cũng giúp Gia TT có dư giả thời gian để anh bày ra tư thế ngổ lòi. Đã vậy còn đặt tay lên đất khiến mặt đất và anh hòa hợp thành một, dung chuyển suốt 3 ngày 3 đêm. Thế rồi soạt một cái, cả người bay vút lên không trung. Ở trên trời, sau khi tìm được Raker còn đang ngơ ngác thì vác cả người hắn xuyên qua tầng khí quyển, ra thẳng không gian bên ngoài. Đá một cái khiến hắn tông thẳng vào cả mặt trăng. Do ở đây không ô nhiễm như trên trái đất, năng lực của Raker cũng yếu đi rõ rệt. Ngược lại, trong môi trường trong sạch, Gia TT cảm nhận được sự dễ chịu trước nay chưa từng có. Vịnh Quyền, Diệp Vấn. Raker gào thét một tiếng rồi lập tức xông qua, kết quả bị Gia TT tóm lấy như thể tóm một con gà. Sau khi đập kịch liệt cả 200 cái rung chuyển khắp mặt trăng xong, Gia TT ra đòn đánh nhanh đến nỗi không thấy bóng, đấm đến khi khiến cho cả đầu hắn lún xuống mặt trăng. Tiếp theo, anh nâng hắn lên, xoay 300 vòng rồi dùng hết sức ném ra xa. Không ngờ rằng do dùng lực quá tay, lỡ khiến hắn đâm sầm vào tàu không gian, cũng vì thế mà tạo thành rác rưởi không gian. Một màn này khiến cho năng lượng trong người Raker lập tức được bổ sung. Nhưng Raker không chút hoảng loạn, anh chậm rãi tháo vòng càn khôn từ cổ tay xuống, một chiêu khoan lỗ vào trong tim của Ulje mừng phút chốc đã khiến Raker vỡ tanh tành thành mảnh vụn biến thành đống rác thải không gian. Sau đó, Gia TT trở về trái đất xinh đẹp, kêu gọi mọi người phải biết thương yêu bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất.